Xin chào các bạn, mình là Hà. Hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn một số thông tin về Docker. Đầu tiên, chúng ta cần biết Docker là gì. Docker là một dự án mã nguồn mở giúp tự động triển khai các ứng dụng Linux và Windows vào trong các container ảo hóa. Đây cũng là một nền tảng để cung cấp cách để xây dựng, triển khai và chạy ứng dụng một cách dễ dàng trên nền tảng container hóa. Build, share and run any app anywhere. Đây là một câu ngắn gọn về mục đích của Docker. Build có nghĩa là xây dựng ứng dụng. Share tức là chia sẻ với mọi người thông qua kho lưu trữ online Docker Hub. Run any app tức là cho phép chạy bất kỳ ứng dụng nào trên Linux. Và anywhere là cho phép chạy trên cả ba nền tảng là Windows, Linux và Mac OS. Trên thế giới cũng có nhiều công nghệ container khác, nhưng tại sao Docker lại phát triển và phổ biến đến vậy? Đó là bởi ba nguyên nhân chính. Thứ nhất là dễ dàng, thứ hai là nhanh chóng, thứ ba là module và mở rộng. Nguyên nhân đầu tiên đó là dễ dàng. Docker rất dễ cho mọi người sử dụng từ lập trình viên, quản trị hệ thống, kiến trúc hệ thống, vân vân. Nó tận dụng lợi thế của container để xây dựng, kiểm tra nhanh chóng. Bạn có thể xây dựng và đóng gói ứng dụng trên máy tính của bạn và chạy trên public cloud, private cloud, vân vân. Với một câu thần chú đó là build once, run anywhere. Nguyên nhân thứ hai, nhanh chóng. Docker container rất nhẹ và nhanh, bạn có thể tạo và chạy Docker container trong vài giây. So sánh với VM thì mỗi lần chạy VM cần rất nhiều thời gian khởi động. Thứ ba, module và mở rộng. Bạn có thể chia nhỏ những chức năng của ứng dụng thành các container riêng lẻ. Ví dụ, database chạy trên một container và redis cards bạn có thể chạy trên một container khác, trong khi ứng dụng Node.js lại chạy trên một cái khác nữa. Với Docker, rất dễ để liên kết các container với nhau và tạo thành một ứng dụng, làm cho nó dễ dàng scale, update các thành phần độc lập với nhau. Ngoài ra còn có Docker Hub là một app store for Docker image. Trên Docker Hub có hàng ngàn public image được tạo bởi cộng đồng, dễ dàng tìm thấy những image mà bạn cần và chỉ cần pull về và sử dụng với một số sửa đổi nhỏ. Thông tin như vậy là đủ rồi, bây giờ mình sẽ đi giải một bài toán. Trong công ty có rất nhiều dev làm chung một dự án, nhưng bạn biết đấy, có bạn xài MacBook, có bạn xài Windows, nhưng chưa kể trong đó có các bác senior và các bé fresher. Vì cài đặt môi trường để chạy đã tốn một khoảng thời gian, chưa kể trong lúc chạy thì các bác senior cài thêm extension thì các bé fresher lại phải mò mẫm cài extension trên máy của chính họ. Nếu xử lý được vấn đề này thì sẽ tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả làm việc của team lên rất nhiều. Vậy giải pháp là gì? Docker sẽ hoàn toàn giải quyết được vấn đề này. Docker hỗ trợ trên cả ba hệ điều hành là Linux, Windows và Mac OS. Vậy, bác senior chỉ cần thiết lập các cấu hình, nếu cài thêm extension thì chỉ cần một người cài rồi gửi xuống về cho các thành viên khác trong team chạy là được, sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Vậy khi nào thì cần sử dụng? Đó là khi bạn cần triển khai kiến trúc Microservice, khi ứng dụng bạn cần scale một cách linh hoạt, hay là khi bạn cần build một lần và chạy ở nhiều máy khác nhau mà không cần quan tâm đến config, hoặc là khi bạn cần một cách tiếp cận ứng dụng một cách nhanh chóng dễ dàng. Để biết thêm kiến thức về nền tảng Docker, các bạn hãy tham khảo học tại TEL4VN nhé!